Bàn thắng từ chấm sút phạt luôn mang lại cảm xúc bùng nổ cho người hâm mộ lẫn cầu thủ thực hiện thành công cú sút. Lịch sử bóng đá thế giới đã sản sinh ra rất nhiều chuyên gia sút phạt với những pha sút phạt đi vào lòng người, cùng Mr. Zero đến với những chuyên gia sút phạt hay nhất lịch sử bóng đá thế giới từng sản sinh nhé. Mười, Roberto Carlos. Ở vị trí thứ 10, các cầu thủ sút phạt hay nhất hiện nay đó chính là Roberto Carlos, siêu phẩm của những cú đá phạt trực tiếp. Cầu thủ người Brazil này đã khiến giới khoa học phải chao đảo một thời bởi những cú đá phạt đường cong phản khoa học vô cùng kỳ diệu. Mặc dù đã bước sang tuổi 43, nhưng Roberto Carlos vẫn giữ được phong độ và khẳng định vị thế của mình bởi lối chơi kỹ thuật kết hợp với những pha đi và chuyền bóng đẳng cấp. 9. Siniša Mihajlović. Siniša Mihajlović được xem là ông vua sút phạt với hơn 30 năm sự nghiệp bóng đá. Chàng cầu thủ người Brazil này đã có hơn 27 bàn thắng được ghi từ những cú sút phạt đẳng cấp. Mặc dù hiện nay Siniša Mihajlović đã lui về làm một chiến lược gia cho đội Sampdoria, nhưng những màn sút phạt huy hoàng mà cầu thủ này để lại vẫn giữ được dấu ấn riêng khó có thể phai mờ trong lòng người hâm mộ. 8. Diego Maradona. Diego Maradona được nhiều người biết đến là cầu thủ có kỹ thuật đá bóng hạng thượng thừa. Những pha đá bóng của Diego Maradona được ví như thiên thạch rơi bởi tốc độ cao kèm theo độ chính xác tuyệt đối. Bên cạnh đó, các cú đá phạt đứng tại nhiều vị trí được thực hiện bởi những pha bóng đẹp mắt đã khiến cho cậu bé thiên tài của đội Argentina này ghi được 81 bàn sau 188 trận giao đấu. 7. Andrea Pirlo. Andrea Pirlo là hoàng đế không ai của nước Ý. Ngoài nhãn quan chiến thuật phi thường, Lotchitetto, biệt danh của Pirlo, còn có khả năng đá phạt bách phát bách trúng. Chính vì vậy, khi nói đến cầu thủ sút phạt hay nhất hiện nay, chúng ta không thể nào không nhắc đến tên của cầu thủ này. Mặc dù hiện nay Andrea Pirlo đã tuyên bố giải nghệ, nhưng những siêu phẩm sút phạt của anh vẫn luôn còn động mãi trong tâm trí của người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. 6. David Beckham. Nói đến những cầu thủ đá phạt hay nhất thế giới, thật khó có thể bỏ qua cái tên David Beckham, thiên tài bóng đá với 21 năm sự nghiệp huy hoàng. Cầu thủ bóng đá người Anh với thương hiệu David Beckham nổi danh cả thế giới này đã tạo nên nhiều pha chấn động, chinh phục hàng triệu con tim người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới bằng những cú đá phạt chết người. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off, best friends. I don't really understand myself. 5. Lionel Messi. Lionel Messi, cái tên luôn xuất hiện khi nhắc đến những bậc thầy của những cú đá sút phạt. Nói đến Lionel Messi là nói đến kỹ thuật đá bóng đỉnh cao. Dù ở bất kỳ vị trí nào, cầu thủ khoác màu áo Argentina này đều có thể sút bóng vào lưới đối thủ một cách thần kỳ. Những cú sút phạt của Messi đều nhanh, mạnh, chuẩn xác, đi đúng vào khung thành của đối phương. Hiện nay, Messi đã bỏ túi 52 bàn thắng từ chấm đá phạt trực tiếp và chắc chắn con số đó sẽ tiếp tục tăng dần khi anh mới chỉ vừa chạm mốc tam tuần được 2 năm.
a breakdown. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'm a bigger side, and I'ma take pride. I will decide. 4. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo là cái tên sáng giá nhất của giới bóng đá, một trong những cầu thủ sút phạt hay nhất hiện nay với 54 bàn đá phạt trực tiếp tại nhiều giải đấu lớn. Nếu bạn thường xuyên theo dõi kênh Mr. Zero về anh chàng này sẽ thấy, mỗi khi sút bóng, Ronaldo thường lấy đà 4 bước, chân trái tạo góc 35 độ, chân phải sút bóng tạo lực vô cùng mạnh. Mọi cú sút phạt của Ronaldo có khả năng vào lưới đến 70%. Bí quyết nằm ở cơ bắp săn chắc có tỷ lệ vàng nhờ chế độ ăn uống và tập luyện đều đặn dành riêng từ những chuyên gia hàng đầu. 3. Ronaldinho. Là người hâm mộ bóng đá thế giới, bạn không thể nào không biết đến cái tên Ronaldinho, cầu thủ bóng đá người Brazil với kỹ năng đá bóng siêu đẳng. Ronaldinho được xem là một trong những cầu thủ sút phạt hay nhất hiện nay với 54 cú đá phạt đẳng cấp. Hiện nay, Messi đã và đang từng bước xô đổ những kỷ lục của rô vẫu tại Barcelona, nhưng người hâm mộ sẽ không thể nào quên những pha đá phạt đẳng cấp và quái dị của Ronaldinho khi còn khoác áo đội bóng xứ Catalan năm nào. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Hai, Juninho. Juninho có biệt danh là ông vua sút phạt bởi vì đơn giản, dù đặt bóng ở vị trí nào thì ông cũng đều ghi được bàn thắng. Có thể nói, khả năng sút phạt của Juninho có 102, kỹ thuật sút bóng chưa có cầu thủ nào có thể đạt được. Trong suốt sự nghiệp bóng đá của mình, Juninho đã ghi được 77 bàn với nhiều quả đá sút phạt khiến người hâm mộ phải thót tim. Khi được phỏng vấn về sự thành công của mình, Juninho đã chia sẻ rằng ông bắt chước cách đá phạt của cầu thủ Marcelinho và cũng là người mang lại cảm hứng cho ông. Những trái bóng dường như đang bay lượn trên không trung mỗi lần ông thực hiện đá sút phạt. Quả thực không nói quá khi mệnh danh Juninho là một nghệ sĩ tài ba, ông vua sút phạt. 4. Đứng thứ nhất trong danh sách này không ai khác, đó chính là danh thủ Zico, người có biệt danh là Pele Trắng. Cầu thủ được đánh giá có kỹ thuật rê bóng và dứt điểm vô cùng tốt. Chính bởi vậy, ông đã sở hữu nhiều pha sút phạt đẳng cấp, thậm chí kỹ thuật của ông còn được đặt thành thương hiệu đá phạt kiểu lá vàng rơi. Vào năm 2004,
Zico được Pele bầu là một trong 125 cầu thủ huyền thoại của giới bóng đá. Sau khi tham dự 3 kỳ World Cup, Zico đã ghi được 66 bàn sau 88 trận cho đội tuyển quốc gia. Trong mắt các cổ động viên của Flamengo, Zico chính là huyền thoại bóng đá. Các bạn vừa xem xong top 10 những cầu thủ sút phạt hay nhất trong bóng đá. Nếu thấy hay, đừng quên nhấn like, share và comment để ủng hộ cho Mr. Zero nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.